Em đang vay bên FE, bây giờ em muốn vay bên anh được không ạ? À? Rất là chào đón em luôn. Hiện tại thì có rất nhiều những công ty tài chính, thì chắc chắn với khách hàng cũng sẽ có những cái sự lựa chọn riêng dành cho bản thân của mình. Thì HD Station sẽ là một trong những cái công ty tài chính mà nằm trong những cái danh sách được phản hồi rất là đáng yêu và rất là tích cực từ quý khách hàng. Và nhờ được cái sự yêu thương và sự đồng hành của khách hàng thì chắc chắn HD Station sẽ đưa ra cho khách hàng những cái sự lựa chọn, những cái chương trình, những cái gói vay thật là ưu đãi dành cho tất cả quý khách hàng, cho dù là khách hàng mới hay là khách hàng cũ, thì mỗi khách hàng mình cũng có thể vay với nhiều những công ty tài chính khác nhau. Hoặc là mỗi khách hàng đối với HD á, mỗi khách hàng mình cũng có thể vay với rất nhiều gói sản phẩm hoàn toàn khác nhau. Nếu khách hàng mình có đủ cái tài chính, đủ cái thu nhập, hoặc là mình có đủ cái dư nợ để mà phù hợp với cái tiêu chí của công ty tài chính đó, hoặc là mình không có bị nợ xấu, tất cả mọi thứ nếu mình đáp ứng được những cái tiêu chí của công ty tài chính đó đưa ra thì chắc chắn mình cũng sẽ hỗ trợ được vay, hoặc là mình được mua góp mua xe một cách rất là bình thường. Và nếu mà bạn đang vay bên FE và bạn muốn đồng hành với HD thì cứ nhắn tin trực tiếp cho Ngọc, thì Ngọc sẽ hướng dẫn và tư vấn thắc mắc của bạn. Cảm ơn bạn rất nhiều.